cướp xe bọc thép chở vàng ở North Carolina. Tính từ quận hạt Wilson, North Carolina, cảnh sát cho biết hôm thứ Hai ngày 2 tháng 3 là có 3 người đàn ông có súng đang trên đường trốn chạy sau khi bị cáo buộc đã đánh cắp số vàng trị giá 4 triệu Mỹ Kim từ một chiếc xe bọc thép đang di chuyển trên xa lộ 95 ở miền đông tiểu bang North Carolina. Theo lời khai của hai nhân viên bảo vệ có vũ trang của công ty vận tải Trans Value Increase với cảnh sát quận hạt Wilson, thì vụ cướp xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 chiều Chủ nhật ngày 1 tháng 3. Hai nhân viên bảo vệ trình báo rằng vào lúc trời vừa tối, khi họ đang lái chiếc xe vận tải chở lô hàng gồm vàng và bạc đi qua quận Wilson, cách Raleigh khoảng 50 dặm về phía đông, thì máy xe bị trục trặc nên họ phải tấp vào lề đường. Trong khi họ đang đậu xe, ba người đàn ông có vũ trang từ một chiếc xe hơi màu trắng tiến đến gần họ, ra lệnh cho mọi người nằm xuống và trói tay họ ra sau lưng. Những người này đã bắt các vệ sĩ đi vào rừng và sau đó rời đi với nhiều thùng vàng ước tính trị giá hơn 4 triệu mỹ kim những người bảo vệ nói rằng họ đang đi về hướng bắc từ miami đến massachusetts cảnh sát và fbi hiện phối hợp điều tra vụ cướp này